Thưa quý vị, tình trạng ô nhiễm nước, ô nhiễm các dòng sông, việc xả thải từ các nhà máy và tổ chức quản lý lưu vực sông là nội dung lớn được các đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong phiên chất vấn diễn ra vào sáng nay của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Đại biểu Quốc hội nêu việc khai thác và bảo vệ nguồn nước ở các lưu vực sông hiện nay đang đặt nhiều thách thức, trong đó thiếu sự phối hợp giữa các tỉnh thượng nguồn và hạ nguồn trong bố trí các công trình phát triển kinh tế xã hội dọc nguồn nước, dẫn đến ô nhiễm môi trường, sử dụng nước thiếu bền vững. Việc quản lý các nguồn xả thải, nước thải đặc biệt từ các khu công nghiệp, làng nghề, thậm chí nước thải sinh hoạt đã khiến tình trạng ô nhiễm nước nghiêm trọng. Nhiều dòng sông đã rơi vào tình trạng chết, không thể hồi sinh. Đặc biệt các dòng sông Nhuệ, sông Đáy cũng được các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi với Bộ trưởng. Tôi xin trao đổi với Bộ trưởng về vấn đề liên quan đến các cái dòng sông chết. Theo trả lời của Bộ trưởng thì liên quan đến dòng sông vậy là do cái xả thải mà đi qua nhiều tỉnh và mức độ xả thải lớn. Thì chính vì là đi qua nhiều tỉnh cho nên là điều 8 của luật bảo vệ môi trường mới giao cho Bộ Tài nguyên Môi trường là chủ trì để trong vấn đề từ việc đánh giá nguồn xả thải đến việc xử lý môi trường. Vậy thì trách nhiệm của Bộ trong việc tổ chức thực hiện cái luật như thế nào mà cái tình trạng ô nhiễm môi trường thì ngày càng tăng lên. Thì Bộ Tài nguyên Môi trường đã trình Chính phủ ban hành nghị định số 53/2004 về quy định rõ về tổ chức hoạt động của các tổ chức lưu vực sông. Và ở đây thì tổ chức lưu vực sông thì là tổ chức phối hợp liên ngành mà do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Thì khi chúng ta có cái tổ chức lưu vực sông này thì chúng ta sẽ có cái quy chế hoạt động. Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đã cùng với các địa phương ở trên các lưu vực sông vừa qua cũng đã tăng cường đầu tư hệ thống quan trắc giám sát. Và sau đó thì có những cái kiểm tra đột xuất và xử lý các nghiêm các cái vi phạm này. Không chỉ vấn đề trực tiếp liên quan đến xả thải, các vấn đề bảo đảm nước sạch cho người dân đô thị, nước ngọt cho người dân đồng bằng sông Cửu Long cũng đã được các đại biểu Quốc hội đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa giải pháp. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, việc bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường cần nâng cao nhận thức người dân, các cấp chính quyền, thậm chí cần một chương trình quốc gia về vấn đề này. Sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm vấn đề Tài nguyên và Môi trường, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà báo cáo giải trình thêm các vấn đề liên quan. Liên quan đến các nhóm vấn đề thuộc tài nguyên môi trường, bên cạnh nội dung Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giải đáp thêm, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giải trình thêm nội dung được nhiều đại biểu đặt câu hỏi, bao gồm bảo đảm vật liệu xây dựng, nhất là cát, sỏi phục vụ cho các dự án cao tốc, dự án trọng điểm quốc gia, vấn đề đất hiếm và chất thải rắn, chất thải nguy hại. Về vấn đề vật liệu xây dựng, đặc biệt là giải pháp tháo gỡ khó khăn cho một số địa phương thiếu vật liệu xây dựng như đồng bằng sông Cửu Long, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có một số giải pháp đồng bộ để bổ sung vật liệu xây dựng. Thì hiện nay có 3 cái giải pháp. Giải pháp thứ nhất là Bộ Giao thông Vận tải đối với cái nguồn cát nhiễm mặn thì đã được nghiên cứu, đánh giá, thử nghiệm và ban hành thành các hướng dẫn quy chuẩn kỹ thuật. Cái nội dung thứ hai thì báo cáo Quốc hội là chúng tôi đã có các phương án. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo ban hành nghị định 157. Thì trong đó đã giải quyết đồng thời 2 cái mục tiêu. Mục tiêu nhất là đối với các cái cảng biển nội thủy và các cái sông ngòi, các tuyến kênh rạch thì chúng ta hoàn toàn có thể giao cho địa phương đánh giá, điều tra và khai thác để thực hiện thông tuyến, đồng thời là tận dụng vật liệu này. Thì vừa rồi qua đánh giá sơ bộ thì ngay cả Tiền Giang và Bến Tre đã có hơn 45 triệu tấn. Như vậy là nếu nói đối với đồng bằng sông Cửu Long thì hiện nay chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được cái cung cấp các lượng cát cho đường cao tốc. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo là bổ sung các nguồn khác, trong đó có việc nghiên cứu để sử dụng cái đá xay, nghiên cứu để có thể nhập cái vật liệu cát ở các cái nước bạn như là Campuchia. Với vấn đề quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng luật bảo vệ môi trường 2020 là hết sức toàn diện, đầy đủ và cụ thể. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, đòi hỏi có sự chuẩn bị thật kỹ, nhận thức của toàn dân và trách nhiệm của các cơ quan quản lý, đặc biệt là địa phương về xác định chuyển rác thành tài nguyên, xây dựng kinh tế tuần hoàn, tuyệt đối không sử dụng phương án chôn lấp rác. Vấn đề phân loại, tái sử dụng, biến rác thành năng lượng là giải pháp hữu hiệu. Chiều nay, ngay sau phiên trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực Công thương.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đăng đàn trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về các vấn đề liên quan đến thương mại điện tử, giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, thúc đẩy việc thực hiện các FTA và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, việc thực hiện chính sách pháp luật phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí, nhất là trong phục vụ chế biến nông lâm thủy sản, phát triển nông nghiệp nông thôn. Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đó là công tác quản lý giám sát bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử. Các trường hợp vi phạm dữ liệu cá nhân và gian lận thương mại khiến cử tri lo lắng và do dự khi tiến hành thanh toán trực tuyến. Đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp về vấn đề nêu trên. Trong thời gian qua, thì mạng xã hội xôn xao vì những vụ livestream bán hàng trên ứng dụng, doanh thu có thể đến hàng trăm tỷ một ngày. Thì xin hỏi Bộ trưởng, thứ nhất là thông tin được quảng bá đó liệu có đúng hay không? Và với hình thức thương mại điện tử như thế thì chúng ta làm thế nào để quản lý được chất lượng của các sản phẩm này? Đúng là có tình trạng lộ lọt trong cái việc mua bán, chiếm đoạt dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng. Để khắc phục tình trạng này thì Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành chức năng, đặc biệt là Bộ Công an, trong việc xây dựng luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm các quy định của pháp luật toàn diện trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm trong đó là có cái lĩnh vực thương mại điện tử. Câu chất vấn của đại biểu Chí Nghĩa thì hoạt động bán hàng trên môi trường thương mại điện tử nói chung, rồi là cái đặc biệt là cái livestream nói riêng, là việc quản lý nó là thật sự khó khăn. Và để quản lý được cái hoạt động này thì không chỉ là trách nhiệm của ngành công thương mà nó còn trách nhiệm của rất nhiều ngành, vì cái hoạt động này nó biến hóa khôn lường, cho nên là rõ ràng là các quy định pháp luật của chúng ta phải tiếp tục được rà soát để sửa đổi bổ sung cho nó phù hợp. Bên cạnh những vấn đề về bảo vệ người tiêu dùng, quản lý chất lượng sản phẩm, nhiều đại biểu cũng chất vấn Bộ trưởng liên quan đến việc chống thất thu thuế trên không gian thương mại điện tử. Qua thương mại điện tử, cái doanh số lên tới gần 21 tỷ đô la. Và vì vậy thì cái việc nộp thuế trong lĩnh vực này của năm 2023 theo thống kê thì gần 100.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể phủ nhận là còn thất thu thuế trong lĩnh vực này. Qua theo dõi thì chúng ta thấy là có 4 cái sàn lớn mà nước ngoài đang khai thác ở chúng ta thì mỗi một tháng cũng khoảng trên dưới 1 tỷ đô la những cái hàng nhập khẩu. Điều đó đồng nghĩa là sẽ có một cái lượng thuế của chúng ta bị thất thoát ở chỗ này nếu như chúng ta không điều chỉnh cái quy định hiện hành. Trong thời gian tới thì Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung về thương mại điện tử, chia sẻ liên thông với các bộ ngành liên quan để phục vụ công tác quản lý thuế và hải quan. Thưa quý vị, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn luôn là một trong những hoạt động được cử tri, nhân dân cả nước đặc biệt theo dõi trong mỗi kỳ họp Quốc hội. Sau đây là những ghi nhận nhanh ý kiến của cử tri cả nước về phiên chất vấn đầu tiên của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cử tri cho rằng việc trả lời chất vấn của Bộ trưởng cần phải cụ thể và sát sườn hơn nữa những vấn đề mà các đại biểu Quốc hội đưa ra. Có thể vị trí công tác mới và thời gian nắm bắt cái lĩnh vực này chưa nhiều nên là Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cũng đã có một số vấn đề chưa thực sự là tiến thẳng, tiến sâu vào các cái vấn đề mà dư luận quan tâm, người dân quan tâm. Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường có trả lời đầy đủ các ý trọng tâm của các đại biểu Quốc hội đưa ra. Nhưng ở đây chúng tôi muốn quan tâm đến vấn đề giải pháp của Bộ trưởng. Cử tri, nhân dân cả nước mong muốn những vấn đề nóng ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống nhân dân được các đại biểu đưa ra chất vấn tại nghị trường sẽ sớm có những giải pháp cụ thể để giải quyết. Có thể nói rằng Bộ trưởng cũng cần nên là đi thẳng vấn đề. Tôi nói thí dụ như đồng bằng sông Cửu Long thì về nước mặn dân cứ tràn lên, làm ảnh hưởng đến là cây trồng, đến là sức khỏe, đến là sinh vật. Thì bây giờ cái này đó là cái tình trạng khắc phục như thế nào? Tôi mong rằng là Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường cũng quan tâm đến không những vấn đề lớn tài nguyên đất nước, vấn đề nguồn nước, và cũng quan tâm vấn đề là xử lý cái rác thải. Rồi các trận mưa lớn, mưa đá cũng như là các cái trận mưa gây ngập lụt đối với những người dân ở các cái khu vực đô thị, bây giờ quá trình đô thị hóa của chúng ta nó đang diễn ra, và cái câu chuyện này là Bộ Tài nguyên Môi trường phải có những dự báo và có những kịch bản để mà giải quyết.